Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, sáng hôm nay Phật lại về như từng buổi sáng Bồ Đề chân như. Phật về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp thắm như quê mình. Vâng, hôm nay trong buổi lễ trang nghiêm và long trọng này, các con Oanh Vú, chùa Văn Hiến cũng thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của mình, xin dâng lên những tiết mục văn nghệ để cúng dường cho đại lễ. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chào đón các con Oanh Vú, chùa Văn Hiến ra sân khấu. Lửa tơ duyên
lúa vàng. Mùa thu sang anh ơi nhớ về, về Trực Ninh anh ơi nhớ về. Để dâng lên cúng dường trong đại lễ hôm nay, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và luôn thành tựu trong sự nghiệp ca hát của mình, và chúc toàn thể gia thân quyến thuộc của quý vị luôn sống an lành, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi, mưa khắp hoa trời vẫn kém tươi. Đóa hoa đạo lý nguyện dâng cúng, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng ngơi. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vào giờ này triệu đóa hoa lòng đang nở rộ nơi đây, xin kết thành những nắng hoa tươi thắm để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay. Và về chứng minh buổi lễ hôm nay, chư tôn đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trực Ninh cũng có nắng hoa tươi thắm để chúc mừng. Và giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nghị đại diện cho ban trị sự có nắng hoa để chúc mừng trong đại lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng và xin trân trọng kính mời ông Mai Thanh Cát lên nhận hoa chúc mừng. Trưởng ban Khánh Tiết lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Nắng hoa tươi thắm thể hiện tinh thần từ bi và trí tuệ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chúc mừng. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Hòa Thượng. Và tiếp theo chương trình, về tham dự buổi lễ hôm nay, quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương cũng có những nắng hoa tươi thắm để chúc mừng. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phương Đình, đại diện cho lãnh đạo địa phương có nắng hoa để chúc mừng trong đại lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy chủ trì lên nhận hoa. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chúc mừng. Đây là nắng hoa tươi thắm thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó mật thiết giữa đạo pháp và dân tộc.
một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và tiếp theo là nắng hoa tươi thắm của ông Đỗ Văn Tiền, đại diện cho hội tín đồ Phật tử cũng có nắng hoa tươi thắm để chúc mừng. Chúng con xin cung thỉnh thầy chủ trì đứng an trụ tại chỗ để nhận hoa. Sau sẽ là nắng hoa tươi thắm của ông Phạm Văn Toản, đại diện cho đội thi công công trình. Xin trân trọng kính mời nắng hoa chuẩn bị. Và tiếp theo sẽ là nắng hoa tươi thắm của ông Phạm Văn Toản, đại diện cho đội thi công công trình lên tặng hoa. Chúng con xin cung thỉnh thầy chủ trì an trụ tại chỗ để nhận hoa chúc mừng ạ. Vâng, xin mời nắng hoa tươi thắm đại diện cho đội thi công ạ. Vâng, chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chúc mừng. Vâng, và còn rất nhiều, chúng con xin thành kính tri ân công đức của thầy chủ trì. Và còn rất nhiều những nắng hoa tươi thắm được dâng lên chúc mừng cho đại lễ hôm nay. Nhưng vì thời gian không cho phép, cho nên ban tổ chức chúng tôi xin thông qua, xin trân trọng cảm ơn những nắng hoa tươi thắm đã về chúc mừng trong đại lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dựng xây chùa cảnh khang trang là bao tâm huyết của ngàn trái tim. Vâng, quá trình thành công nào cũng phải trải qua biết bao gian lao khó nhọc, nhất là công trình mang tính đạo đức tâm linh thì sự đầu tư chất xám cũng như kinh phí và công sức thì không thể kể xiết. Để nhìn lại chặng đường gian nan vất vả của thầy trụ trì cùng nhân dân Phật tử nơi đây từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn tất công trình, và để cảm thông sẻ chia những thiếu thốn, những vất vả mà việc trùng tu xây dựng Phật sự còn đang gặp phải, cũng là để cảm niệm công đức của những tấm lòng đã vì đạo mà chẳng nề của nề công. Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Mai Thanh Cát, trưởng ban khánh thiết, lên báo cáo tổng kết kinh phí trong quá trình xây dựng. Xin trân trọng kính mời ông.